乐透半天，派对半天，开心片刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不缺，全力去做你被完全，人未出发好每一天。Trời ơi, cái địch mạnh như vậy ba chúng ta không đánh lại nữa là. Đừng có nói nhiều nữa mà, mau cho tôi mượn vũ khí đi, tôi sắp chết rồi nè. No no no, tôi trúng 18 nhát dao rồi, tôi chết chân đây. Đừng mà, không, tôi cũng chết rồi. Đợi tôi chết dùng dây. Ôi, thua một cách vinh quang, thua trong danh dự đó. Không biết hả, ra sống vào chết cùng với người anh em, thật là tuyệt quá đi. Đàn ông là phải chết như vậy mới đúng. Cùng đi. Cũng lớn. Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà mặt mày xanh sao vậy? Nói chung là tôi cần mấy cậu giúp đó. Không cần nói nhiều, chúng tôi sẽ đi. Đi 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 đi. Chuyện lớn của mấy người là toilet bị nghẹt đó hả? Bộ không phải người đẹp bị lớn thì không thúi sao? Nè, không phải tôi nha. Chỗ đó có cây thông bồn cầu, lấy cây đó thông là được rồi. Wow, ghê tởm như vậy, con gái tôi sao làm? Không phải nam nữ bình đẳng sao? Giờ nói tóm lại, mấy cậu ai ga lăng nhất? Có. Vậy chúng ta làm gentleman vậy? Vậy bây giờ ai giúp đây? Không thành vấn đề mà. Ai cầm cái cây thì người đó giúp. Ồ, không. Cố lên. Cố lên nha. Vừa mới thông bồn cầu xong, Bonnie lại kêu mình làm nữ la gì đây? Xin lỗi nha, hồi nãy người thông bồn cầu là tôi đó. Hai người chỉ là khoanh tay đứng kế tôi mà thôi. Tôi cổ vũ cho cậu đó. Tôi thì im lặng không làm phiền anh đó. Cực khổ cho hai người quá ha. Ê, tổng vệ sinh hả? Đúng vậy. Vân nệm của Jesse có rẹp, nên chúng tôi định đổi nệm khác cho cô ấy, sẵn dọn dẹp luôn cả căn phòng. Có rẹp? Nè, khoan đi đã, khoan đi đã. Tìm được công ty khử trùng rồi, giờ căn phòng sạch sẽ lắm. Yên tâm, yên tâm. Mấy anh giúp khiêng cái nệm cũ xuống dưới lầu nha. Tụi anh khiêng hả? Chẳng lẽ là tụi em? Nè, cô không phải là mua nệm mới rồi sao? Kêu nhân viên giao hàng khiêng nệm cũ đi bỏ là được rồi. Jesse hỏi qua rồi, nhân viên giao hàng nói là phải phụ thu 200 đô mới chịu khiêng xuống dưới lầu. Cái giường nệm đã 1.000 đô, phải thêm 200 đô nữa là không phải lỗ lắm sao? Đương nhiên phải kiếm mấy cậu khiêng. Cái giường lớn như vậy không có thang máy, phải đi thang bộ đó ngơ. Với lại tôi vừa mới thông bồn cầu giùm cho Venus, bây giờ cái lưng của tôi thật sự rất là đau đó. Mấy cậu là con trai mà, phụ giúp chút xíu cũng không được sao? Cho dù là con trai á thì cũng sẽ có lúc testosterone hạ xuống thấp mà. Gặp đúng lúc hôm nay nữa. Gặp ngay chúng tôi đôi khi cũng bộc phát sự yếu mềm của thiếu nữ mà. Kim Thành An à, nếu anh thiếu nữ như vậy thì em có phải nên kiếm một người bạn trai khác không hả? Con nhỏ Jesse đúng là quá đáng thiệt mà. Cực khổ lắm mới khiêng nệm của ta xuống dưới lầu vậy mà lại có người nói mua nệm của ta với giá 100 đô bắt tụi mình phải khiêng lên. Có người nào lại khờ vậy chứ, cái nệm có rịp mà cũng lấy nữa. Thì đó, khiêng nệm cũng không sao đi, tưởng đâu khiêng xong là có thể đi, ai ngờ còn quay trở lại đem rác đi bỏ nên mới tức chứ. Đúng là không biết điều gì hết mà. Tụi mình cực khổ cả ngày, vậy mà đám con gái một câu cảm ơn cũng không có nữa, làm như làm chùa vậy. Tôi không hề coi như làm không công đâu nha. Không qua cực khổ mọi người rồi, cảm ơn nha. Oh wow. Ba thanh niên trẻ chúng tôi đi làm thêm bên ngoài, ít nhất kiếm được 50 đô một giờ đó. Phụ khiêng đồ cho cô hết 4 tiếng đồng hồ khiêng như một con chó luôn. Cô lấy 10 đô ba lon nước ngọt để báo đáp tụi tôi. Wow. Cái các anh giúp có một chút xíu mà la làng như vậy. Thì đó, con trai phải biết ga lăng mới men chứ. Ga lăng cái gì? Đó chỉ là cớ để con gái sai vặt con trai thôi. Chính xác đó. Hơi, làm con gái đúng là sướng thiệt. Sướng sao hả? Giống như mấy nạp tiền vậy, luôn luôn chỉ có giàu mà không có ra. Làm con trai á đúng là khổ thiệt luôn mà. Khổ sao hả? Thì giống như mấy rút tiền vậy, có ra mà không có giàu đó. Oh, thì ra đàn ông có testosterone là lỗ vậy đó. Thằng cậu nói như vậy hình như không công bằng nha. Không phải cá làm sao biết được cá vui, không phải nữ làm sao biết được nữ khổ. Tâm Như nói đúng đó, các anh chưa làm qua con gái thì làm sao biết được con gái cực khổ chứ. Con gái tụi tôi hả, mỗi tháng đều có mấy ngày không được khỏe. Thì cô có mấy ngày không khỏe, sau đó cả tháng thì khỏe re rồi.
Nếu kiếm sao đầu thai có được lựa chọn, tôi nhất định sẽ chọn làm con gái. Anh cũng mạnh miệng như vậy thì anh có dám làm con gái không? Tại sao lại không chứ? Nếu các anh làm con gái có thể chịu đựng được, chúng tôi sẽ rửa nhà vệ sinh cho các anh. Vậy cũng được đó. Nhà vệ sinh trên tầng của chúng ta cũng gần cả tháng trời không có chà rửa. Cái cống tích tụ nhiều lông nữa. Lông gì hả? Nhầm, là tóc. Hey, còn cái gương của mình nó vừa bám vừa bụi vừa nhiều vết bẩn nữa. Vết gì hả? Kem đánh răng. Nè, vậy nếu các cậu thua thì sao? Thì họ sẽ giúp mấy người dọn lông rửa vết bẩn. Anh nữa, quyết định vậy nha. Thì quyết định gì đi, vấn đề ở đây là chúng tôi làm sao làm cô gái đây? Mấy thứ này là gì hả? Nhìn cũng thú vị đó ha. Thì là em bé của ba người. Có nghĩa là sao chứ? Chúng tôi đã nghĩ qua rồi. Chúng tôi cảm thấy làm con gái cực khổ nhất là lúc mang thai. Cho nên chúng tôi đi mua 3 cái bụng bầu giả cho các anh trải nghiệm mùi vị đau khổ của bà bầu. Bụng bầu mà có gì đâu mà cực khổ. Làm bà bầu là dễ nhất luôn đó. Chuyện gì cũng được người khác chịu. Chứ sao? Ê, chà, cũng nặng lắm đó. Chắc cũng 10 mấy ký à. Nè khoan đã. Em bé có cần nặng tới vậy không? Bộ để cục tạ hay để gì? 10 mấy ký là còn ít đó. Phụ nữ khi mang bầu ít nhất cũng nặng 20 ký. Thì do phụ nữ ăn đồ bổ, ăn tới mập ra mà thôi. Đừng có đổ thừa cho em bé như vậy chứ. Vô tri. Nhau thai hết 2,3 ký, nước ối cũng hết 2,3 ký. Lượng máu của người mẹ, lượng chất béo lưu trữ bên trong cũng sẽ tăng lên. Tính luôn bản thân em bé nặng 6,7 ký, tổng cộng lại 20 mấy ký rồi. Chúng tôi đã thương các cậu rồi. Kiếm cái bụng bầu giả 10 mấy ký cho các cậu mang thôi. Vậy hai người muốn chúng tôi mang trong bao lâu đây? 3 ngày đi. Mang 24 tiếng trong vòng 3 ngày cho tôi. Vậy nghĩa là vào lớp cũng phải mang theo hả? Đương nhiên rồi. Vậy chúng tôi đi tắm đi ngủ cũng có thể cởi ra mà, có phải không? Bà bầu có thể cởi em bé ra được không? Không. Với lại các anh không thực sự giống như bà bầu buồn nôn, buồn ói. Đã là hạnh phúc lắm rồi. Nè cầm lấy. Cẩn thận đó. Cái bụng nặng quá đi. Cảm giác như có cái gì đó đá vậy. Tôi cũng vậy á. Cả tôi nữa. Trong cái bụng của các anh tôi có gắn con chip. Chỉ cần tôi bấm cái remote này thì sẽ mô phỏng thai nhi đang động đậy. Cảm giác như em bé đang đá bụng mẹ vậy. Chúng tôi có chỉnh thời gian mỗi ngày đúng giờ. Các cậu sẽ cảm giác được cái bụng nhúc nhích. Có phải ngọt ngào lắm không? Có thể nương tay chút xíu không? Thử một ngày thôi nha. Tại sao phải gian xin hỏi chứ? Tôi không vấn đề gì hết. Tôi thấy cái thai động đậy tận hưởng lắm luôn đó. Tận hưởng hả? Vậy thì được rồi. Tôi còn định đồng ý nương tay cho Tráng nữa chứ. Tuy là cảm thấy hưởng thụ gì thôi, nhưng mà còn hai con trư bắt giới này không chịu được đâu. Tôi quyết định tiếp nhận giảm nhẹ điều kiện của hai người à. Cảm ơn. Vậy cuộc thi này sẽ bắt đầu vào trưa 12 giờ ngày mai. Các cậu chịu không được cởi bỏ cái bụng giả, coi như là thua. Cơ hội xảy ra chuyện này là không. Con sẽ cho dì thấy làm con gái dễ như thế nào. Ê, ê, cẩn thận chứ. Trời ơi, có chuyện đụng trúng con tôi bây giờ. Sorry. Nè, cả thế giới đều nhìn chúng ta đó. Đại ca, ba người đàn ông mang bầu đó. Nếu là chúng ta cũng nhìn thôi đúng không? Nhìn xíu đi mà người anh em, cởi ra là thua đó. Cho người khác nhìn chút xíu cũng không có chết được đâu. Sư huynh, ngồi bàn kế bên. Đừng có đụng tôi nha. Nè, cô khỏe không? Đừng có đụng tôi mà, đừng có đụng tôi. Ngồi xuống đi. Anh Sư huynh, không gặp thời gian sao mập quá vậy? Mười mấy ký này không phải chất béo đâu, mà là em bé chưa ra đời thôi. Em bé là cái bụng giả thôi mà. Họ cá cược với sư tỷ Bonnie là một ngày bà bầu đó. Sao biết vậy? Đừng có quay qua đây. Thực ra có chuyện gì vậy? Sư tỷ Bonnie đồn hết ra ngoài, kêu tất cả sinh viên đều canh chừng các anh. Hai đứa này không đi học nên mới không biết mà thôi. Bạn gái cậu đúng là ác mà. Không nói nữa, tôi đi mua cơm. Nè, đợi chút. Ý, hôm nay có món cá hồi nè. Cơm chiên tôm nữa kìa. Cơm sườn chiên đã quá. Toàn bộ đều không được ăn. Cơm sườn chiên là món dầu chiên, lại là chất gây ung thư. Cá hồi là món chưa được nấu chín, rất dễ bị nhiễm vi khuẩn. Tôm là hải sản, rất dễ làm con người ta bị dị ứng. Ba món ăn này đều ảnh hưởng tới sức khỏe bà bầu và em bé, cho nên đều không được ăn. Vậy có gì ăn được chứ? Mấy món này là mấy món dành cho bà bầu mà chúng tôi tốn công tốn sức chọn cho các cậu. Bà bầu nhìn giống thức ăn cho chó hơn nữa. Sao nhìn giống ăn chay vậy, chay hơn cả tôi nữa. Thực đơn của bà bầu chủ yếu không phải là ăn ngon mà là có dinh dưỡng. Đây là món cơm diêm mạch. Diêm mạch có chứa protein phong phú, không no giả xít béo, rất tốt cho sự phát triển hệ thần kinh của em bé. Cộng với bí ngô, cà chua, cần tây có thể giúp cho em bé tiếp thu dinh dưỡng toàn diện hơn. Mấy cái hạt thóc lạc chết như vậy làm sao bỏ vô miệng được đi chứ? Không hợp khẩu vị, có thể ăn cá thu chiên.
Cá thu chứa hàm lượng phong phú bao gồm omega 3 axit béo giúp cho sự phát triển trí não và thị lực của em bé. Cũng không hợp khẩu vị thì có thể ăn trứng gà, chứa protein và axit folic cũng rất tốt cho sự phát triển của em bé đó. Trứng gà luộc không có mùi vị đó. Đúng đó, có thể uống nước ngọt được không vậy? Không, nước ngọt có chất caffeine, rất dễ làm cho bà bầu bị cao huyết áp, thậm chí rất dễ sinh non. Cái này không được, cái kia cũng không được nữa, vậy làm sao? Để cậu còn tưởng làm bà bầu dễ lắm. Không dựa miệng, có thể bỏ cuộc mà, các cậu được đó. Trong từ điển của tôi không có từ bỏ cuộc đâu. Ăn thì ăn. Gì vậy? Bà bầu có hứng thú chơi trận bóng bầu dục với thầy vô không? Mấy cậu bụng mang dạ chữa thì sao mà chơi được? Sao lại không được chứ? Nè, con coi phim nhiều lắm, bà bầu không những chơi được bóng mà còn chơi được nhiều môn khác nữa. Thì đó. Sao chơi đây? Chỉ là sơ ý một chút xíu thôi, lát hồi chơi bóng bầu dục cẩn thận xíu là được. Đứa nhỏ chết rồi. Anh chỉ là sơ ý thôi mà đã giết chết bé Kim của chúng ta rồi. Vậy nghĩa là sao hả? Vậy bà bầu chỉ có thể ngồi một chỗ hít thở không khí thôi hả? Không cần lo lắng, tôi đã chuẩn bị một môn vận động thích hợp với các cậu. Môn vận động gì? Em bé chết rồi. Tập yoga có thể giúp cho bà bầu sanh đẻ thuận lợi hơn, cũng có thể cải thiện chứng đau lưng và chân bị chuột rút. Thẳng người lên. Động tác này có tên là tư thế trẻ em. Cái gì? What? Bị dướng rồi. Trời, cái bụng tôi bị dướng khó chịu quá đi. Giờ này còn đá tôi nữa trời. Bây giờ chúng ta làm một động tác tiếp theo. Đã làm nhiều động tác lắm rồi, có thể nghỉ chút xíu được không vậy? Các cậu có thể nghỉ ngơi 10 phút. Một lát nữa chúng ta còn rất nhiều động tác khác. Còn nữa? Sao động tác đơn giản vậy mà lại mệt mỏi quá vậy trời? Đại ca, đeo mười mấy ký lên người đó, không đau lưng mới lạ đó. Nè, nãy tôi đi tiểu tiện cảm thấy có chút xíu đau đó. Tôi nghi ngờ cái bụng này ép trúng chỗ bàng quang làm tôi đi không được thuận lợi cho lắm. Bị suy thận thì nói đại đi. Tôi suy hả? Tôi cường tráng lắm đó. Hay, biết khó khăn nhất là gì không? Phải nhịn ăn đó, cái gì cũng không được ăn. Gì thơm vậy trời? Trời, là mì ly đó. Lại còn có nước ngọt ướp lạnh nữa kìa. Dì ba và Bonnie không có ở đây. Không ấy tụi mình ấy. Nè, khoa đã. Ở đây có 50 đô. Một cầm lấy đi, bỏ lại ly mì và nước ngọt. Cảm ơn. Khoa đã, đừng có ăn. Mấy người gian xảo quá đó. Chúng tôi cố tình gài mấy anh đó. Mấy cậu nhịn được thì không có chuyện gì rồi. Hai người đừng hòng dụ dỗ chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ nhịn được. Anh em, bỏ xuống. Ăn giờ là mình thua đó. Bỏ lên, bỏ xuống. Không được, tôi chịu hết nổi rồi. Không được rồi, tôi bỏ cuộc. Chà bông cầu, tôi chà. Các cậu bị sao vậy hả? Đừng có dễ dãi như vậy chứ. Chúng ta mang trọng trách sứ mệnh vĩ đại hơn chúng ta nghĩ đó. Chúng ta không thể để bọn con gái chứng minh được lời họ nói là đúng. Không phải đo năng, làm con gái đúng là khổ thiệt. Họ nói có lý đó. Họ nói có lý lắm đó. Hết cái nặng rồi, thoải mái thiệt. Ôi chúa ơi, đau nhức lưng cũng hết luôn rồi. Sao hả? Ngưỡng mộ họ lắm hả? Anh cũng có thể giống họ mà. Con mỏi thì cởi ra đi. Cởi đi. Tiếp đi. Tôi không để cho hai người dụ dỗ đâu. Ý chí của tôi kiên định lắm. Hai người anh em của anh cũng đã bỏ cuộc rồi. Thì sao chứ? Ngay từ đầu chúng ta đâu có giao kèo là cả ba phải cùng mang bụng bầu tới cùng. Chỉ còn một ngày tôi còn mang cái bụng bầu, cho tới trưa mai 12 giờ thì tôi sẽ là người thắng cuộc. Để rồi xem. Đây là cuộc sống của tôi. Con về rồi. Ê, nào, qua đây. Chuyện gì hả ông? Con bị sình bụng hả? Bụng giả thôi mà. Nó nói làm con gái không có cực khổ, nên con và Bonnie cá cực với nó, xem nó có chịu nổi một ngày làm bà bầu hay không đó. Hết cái để chơi rồi hay sao chơi ba cái trò này chứ. Không thiệt. Phải, con thấy thú vị mà. Nè, thai của con là con trai hay con gái? Bụng tròn vậy là con gái rồi. Thấy con đi cái tướng khom hết cái lưng luôn. Bộ mệt lắm hả? Không có mệt ông chú. Giống như thường ngày ông mang cái bụng mỡ đi vòng vòng mà thôi. Chức năng động hoạt bát, con không sao hết mà. Nè, ông làm gì có bụng mỡ chứ. Thân hình của ông đẹp lắm đó nghe. Giờ con vô phòng tắm rồi đi ngủ đi. Ngày mai con sẽ quay vậy mà đón nhận thắng lợi của con. Cảm ơn. Khoan đã, dì đã chuẩn bị phần quà cho con. Cái gì? Phần quà hả? Đây có phải là máy massage chân lưu thông khí huyết không? Dì Tư à, dì thương con quá đó nha. Dì biết hôm nay con
Có thể con sẽ có nhu cầu đúng không? Tuy là con không có, nhưng mà thực ra hình như chân của con đứng hơi lâu. Xài sao hả? Có phải dán ở chỗ này không? Chỗ hả? Nào con mỏi thì massage chỗ đó. Được đó, nếu được ở chỗ này đi. Xíu hồi con muốn dán luôn ở hai bên vai và cái eo nữa. Phần dưới lưng này nữa nè, đau lắm luôn đó. Đủ rồi. Làm sao mà ngừng vậy? Ây da, đau quá. Đau quá vậy? Ba bầu bị chuột rút cả ngày đó, nên dì muốn cho con cảm nhận cái cảm giác này cho con đó. Cảm nhận? Dù sao cũng là đồ điện tử, con mở công suất lớn như vậy có sao không hả? Chỉ là đồ điện tử thôi, không có sao đâu anh. Nè, để ông làm cho. Nè, ông chú. Cho con biết nè, dám nói con bụng mở rồi hả? Cho con biết nè. Ông chú, ngừng tay. Mà cái bụng chết tiệt này làm sao mà ngủ được đây chứ? Bây giờ cả nhà ngủ hết rồi. Nếu mình cởi cái bụng này ra ngày mai đeo vô lại, căn bản là không có ai biết. Thật không hổ danh là con của Hùng Thượng Thiện. Con muốn cởi cái bụng hả? Có chuyện gì vậy? Tối rồi giờ còn chưa ngủ nữa hả? Con định chỉnh cho ngay lại thôi mà đâu có định tháo ra đâu. Dì nói gì vậy? Con đừng có hồng ăn gian. Tối nay dì sẽ ôn bài thâu đêm. Lâu lâu sẽ vô phòng kiểm tra đột xuất. Để dì bắt được con ăn gian là con thua nha. Dì ác quá đó. Con làm ơn tôn trọng bản thân, tôn trọng tinh thần thi đấu. Ok ok, chị đừng có nói nữa. Ngủ ngon. Bye. Nè, làm gì vậy? Sao nhìn bơ phờ vậy? Tôi mang cái bụng bầu, nằm ngửa thì đè cái eo, nằm sấp thì dướng cái bụng. Cái đêm em bé cứ đạp tôi hoài, sao mà ngủ được đây chứ? Tối qua tôi ngủ ngon lắm đó. Tôi cũng vậy. Hai anh còn nói nữa. Nếu không phải hai anh bỏ cuộc sớm như vậy, tôi đâu cần tự mình chịu cực khổ tới vậy kia chứ, có phải gì không? Sorry anh em. Một đêm mà than mệt rồi. Vậy bà bầu 9 tháng 10 ngày tối nào cũng không ngủ được thì còn cực khổ hơn. Hai người đừng có chăm chọc tôi nha. Qua 15 phút nữa là tôi thắng rồi. Anh không cần trải qua sinh đẻ, đương nhiên nói vậy, chứ không anh thua chắc. Ồ, nếu hai người có cách làm cho tôi thì tôi sẽ... Thôi bỏ qua đi không nói nữa. Có cách nha, để cho chị hai thôi miên an thì nó sẽ biết được sanh con đau cỡ nào. Sao vậy? Có bị bệnh gì không gì hả? Nè, bị sao vậy? Chuyện gì vậy? Đau đột gì tôi thấy đau bụng quá vậy nè. Có phải ăn nhẩm gì không? Tôi không biết, ngoài thấy đau bụng ra tôi còn thấy đau lưng. Ở dưới của tôi cũng đau, đau lắm đó. Cái gì? Nè Tâm Như, có phải cô đã kêu bác gái thôi miên cậu ta không? Cô nhận gì? Tôi chưa có gọi cho chị hai mà. Hình như An đúng là sắp sanh được rồi. Có khi nào là chuyển dạ giả không? Là cái gì vậy? Chuyển dạ giả là bà bầu gặp phải các dấu hiệu giống như chuyển dạ thật. Chẳng hạn như buồn nôn, ngừng kinh, thậm chí bầu sữa bị căng cứng. Nhưng mà thật ra không phải là chuyển dạ thật. Vì nói sớm đi chứ. Gọi xe cứu cho tôi. Làm sao bây giờ? Trời ơi, thằng quắc con này tái sỏi thận mà lao muốn sập cái nhà vậy. Không biết còn tưởng nó đẻ con thiệt nữa đó. Tụi con tưởng là nó chuyển dạ giả, ai ngờ nó bị bệnh sỏi thận. Hèn gì cậu ta đi tiểu là thấy đau à. Ai, con còn tưởng ba cái bệnh này mấy người tuổi trung niên như chú mới bị. Bệnh này mấy năm gần đây bị trẻ quá rồi. Chủ yếu là do thói quen ăn uống không lành mạnh và cơ thể bị thiếu hụt nước mà gây anh ra. Anh An thường chơi game mà không uống nước, lại ăn ba cái đồ nặng khẩu vị nên mới thành ra như vậy đó. Bác sĩ nói là cũng may là thời kỳ đầu con sỏi còn nhỏ, uống thuốc là sẽ tự nhiên tan ra ngoài hết đó. Nó vẫn còn hên đó, chứ không phải là phẫu thuật. Vẻ mặt của Bonnie bây giờ giống như là người chồng đứng trước phòng sản đợi người vợ sinh con vậy đó. Không phải, không biết ở trong ảnh có sanh được hay không. Hả? Không biết anh ấy có tán ra được không. Anh ấy đau lắm đó. An à, cố lên nha, sắp sanh được rồi. Hít thở nữa. Tôi hết sức rồi, tôi không có đẻ nữa. An à, con đừng có bỏ cuộc nha. Hít thở sâu, giữ hơi thở nha. Trời ơi, lẹ lên đi, chặn một phát là ra thôi. Thấy cái đầu rồi nha. Sao đột nhiên im lặng vậy? Không lẽ đã sanh rồi sao? Hả? Tiếng em bé đó. Phải đó. Chẳng lẽ có thiệt hả? Nè, đang coi tivi mà. Ơi, tivi. Ăn heo bít tết được không? Tôi muốn ăn đùi gà rán. Đâu. Nè, ngồi đây nha. Sắp tới rồi. Mới ngồi. Tự nhiên ngồi. Gọi món ăn nặng nhọc như vậy đương nhiên phải để đàn ông chúng tôi làm rồi, có phải không?
Hai người muốn ăn cái gì để tụi tôi phụ trách đi mua là được. Uống gì hả? Sao đột nhiên tốt với tụi tôi quá vậy? Thật ra là vậy. Sau khi trải nghiệm cuộc sống của bà bầu thì làm con gái đúng là cực khổ thiệt. Lúc trước đâu phải nói như vậy đâu. Thì do trước đây con tệ thôi, sĩ diện cãi đến cùng. Nhưng mà trải qua ngày hôm qua, 36 phút 4 giây đau khổ nhất cuộc đời con thì con mới phát hiện con cần phải thành thật mà chịu thua hai người mới được. Con xin lỗi nha, xin lỗi. Mấy cuộc sỏi thận đã có thể làm anh nhận ra hả? Lên mạng xem qua rồi, đàn ông tán sỏi thận cũng đau khổ giống như đàn bà sinh con vậy đó. Mà thực tế trải nghiệm qua cuối cùng cũng đã hiểu được rồi đó. Thật ra tôi biết làm con gái đúng là cực khổ, cho nên phải để con trai yêu thương. Không sai, cho nên từ nay á, các cô có công việc nặng nhọc hay cực khổ gì, hoặc là công việc không nặng nhọc không cực khổ cũng có thể kiếm tụi tôi làm hết cũng được. Được, nhưng mà có chơi có chịu. Giờ mấy cậu thua rồi thì phải giữ đúng lời hứa, rửa nhà vệ sinh. Không thành vấn đề, nhà vệ sinh của Venus chứ gì, giờ tụi mình đi làm liền. Đi thôi. Không phải chỉ có nhà vệ sinh của Venus, mà là nhà vệ sinh nữ của cả ký túc xá. Có đã, ngay từ đầu tụi mình đã giao kèo là rửa nhà vệ sinh của Venus thôi mà. Đúng, trước đây chúng ta đã giao kèo, An nói là giúp mấy cô chào bồn cầu mà. Mà mấy cô thì đương nhiên ám chỉ cả cái túc xá này rồi. Bonnie à, em nói vậy có phải là không nói lý lẽ hay không hả? Không đâu, lúc nãy anh nói là sẽ đối xử tốt với tụi em mà. Người ta vừa mới tán hết sỏi thận, cơ thể còn yếu dữ lắm, có thể nương tay được không? Không được. Vậy bà bầu mới sinh con xong cũng phải kiên cử mà. Tôi cũng mới tán sỏi thận xong cũng phải nghỉ ngơi 2-3 tuần mới được chứ. Anh em, nhiệm vụ rửa nhà vệ sinh giao cho hai anh đó nha. Ok. Nè. Anh muốn đi đâu anh em? Lại muốn đùn đẩy trách nhiệm chứ gì? Không, là anh em có phạt thì phải phạt chung chứ. Anh nói đúng. Nhưng mà tôi vừa mới trải qua trận mang nặng để đau, bây giờ hormone của tôi cũng thay đổi rồi. Có lẽ tôi không làm anh em với hai anh được nữa. Tạm biệt. Nè, Kim Thành An. Đừng có trốn nha. Nè, đứng lại. Đứng lại.